Chào anh em. Thời gian gần đây ấy thì mình có lấy được một số tổ chích chòe, thì cái tổ này là không phải ở vùng mình đâu anh em nhé, mà tổ này là của một đứa em ở trên Sơn La, nó gửi xuống tặng cho mình vì nó biết mình qua kênh YouTube cùng đam mê chòe than, trên đó thì nó vẫn còn nhiều. Thì nó bảo tổ này tận 6 con anh em ạ, mình cũng thấy bất ngờ, cuối vụ rồi mà có tổ 6 con. Thì tiện thể đây, một số anh em hỏi bảo tại sao chim của em nuôi nó cứ hay bị yếu chân và nó sẽ có những con trường hợp sinh ra bệt. Một số trường hợp thì anh em bắt non quá, nó cứ nuôi yếu dần thì là nó thành, nó dần dần nó sẽ suy, nó thành sau xảy ra là có khi là dẫn đến chết. Thì cái chuyện sự yếu dần ấy thì mình nghĩ là chắc chắn anh em để cho chim nó bị thiếu nhiệt rồi. Vì khi anh em bắt non quá ấy, thì chim nó sẽ vẫn cần sưởi ấm, độ gặp vào buổi đêm nó lạnh ấy, thì dần dần nó cũng sẽ yếu dần, nó chết thôi. Cái thứ hai nữa là đồ ăn chòe lon ấy thì nó cần khá nhiều mồi để phát triển cơ thể, kể cả bộ khung, mùi lông. Nên là anh em nên chú ý cung cấp nguồn thức ăn cho nó tương đối đầy đủ tí. Thì đấy là nó những cái nguyên nhân để một số anh em mới chơi, người ta nuôi chòe non nó xảy ra những cái tình trạng như thế. Thì đây là cái tổ chòe mình được em nó gửi tặng thôi chứ không phải vùng của mình. Vùng của mình thì đợt vừa rồi được có mấy tổ mình lấy, mình đã quay lên chia sẻ cho anh em xem hết rồi. Đấy, thì là mình vừa lấy xong, vừa lấy về từ hôm qua, chiều tối hôm qua. Thì một số anh em cũng đã muốn giao lưu cái này. Thế nhưng mà mình chim của mình thì mình không gửi đi xa đâu anh em nhé. Tránh muốn nếu anh em nào ở gần ấy thì đến trực tiếp ở nhà sẽ vừa được giao lưu và sẽ yên tâm hơn. Gửi xe sau này xảy ra những cái chuyện nó cũng không hay, bởi vì bán con chim, buôn bán con chim mình không phải buôn bán chuyên nghiệp. Mình chỉ lấy mình chia sẻ thôi chứ cũng không phải là buôn bán gì. Cho nên là nhiều lúc lấy được cái nọ kia sau này nó phức tạp, anh em đâm mất cái hay à. Cho nên là nếu anh em nào có nhu cầu cần thiết, đam mê thì đến mình sẽ chia sẻ cho, không đâu mà thiệt đâu, không sợ đâu. Còn xong thì tiện thể đây thì mình cũng sẽ phân biệt luôn, chỉ luôn cách phân biệt đơn giản nhất chim được cái cho anh em mới chơi tham khảo nhá. Đây thì mình sẽ tìm hai con, một con đực một cái, sau đó mình sẽ chỉ cho. Cái chòe than này nhé, là không cứ là cứ to mà là nhất đàn là được đâu anh em nhá. Nhiều con có khi nó to trước, nó lớn trước, những con hay nhảy linh động nhất của tổ thì thường thường là con mái chứ không phải không chắc là con đực đâu anh em nhá. Thì đây mình xong tiện thể đây mình sẽ chỉ cho anh em biết là một con đực một con cái. Đây, con bé mình lấy con bé này là con đực luôn. Đây này anh em này. Đây này, cái đơn giản nhất là nhìn mỏ nhá. Nhìn mỏ con cái, đây là con đực này. Đấy, con đực này con đực bé nhất tổ này. Đấy, sẽ từ dưới lên nó sẽ đen đều hơn, kể cả mỏ cạnh, mỏ ấy. Còn con mái này, nó chỉ đây này. Nó cái máy quay này nó không rõ lắm, để mình zoom con nào cho nó rảnh ấy, thì mình sẽ dễ hơn, chứ cái này nó không nét lắm. Đây anh em nhìn kỹ nhá. Đấy. Một con mái ở bên tay phải mình đây này, thì là nó mỏ trên mỏ dưới này, từ dưới lên nó sẽ nhạt hơn này. Còn con đực nó sẽ đậm, đen đậm đều hơn đây này. Anh em nhìn nhá. Đấy. Đây này, con đực là con còi đây này, chứ không phải là cứ to nhất đàn mà nhiều em mới chơi bảo là em cứ chọn con to nhất đàn nó là được cả anh, nhưng mà cũng không chắc phải như thế đâu nhá. Đây con này con còi nhất tổ này. Lại là đực này anh em nhá. Đấy, con đực đây này. Còn con to đây này. To đẹp đây này. Lại là con mái anh em nhá. Đấy.
Thì mới hôm nữa mình sẽ làm những cái video về cái nuôi của chòe than, nó tránh nó sinh tật lỗi. Nhiều người bạn bảo nó tật lỗi. Nhiều bạn bảo nó tật lỗi thì mình sẽ nuôi nó hạn chế được thôi. Thôi chào anh em nhá. Hẹn những cái clip sau về dòng chòe than này mình sẽ nói tiếp, còn mình biết đến đâu, mình hiểu đến đâu thì mình sẽ chia sẻ lên cho anh em tham khảo đến đấy. Còn các bạn nào mà biết rồi thì cũng có thể góp ý thêm, chứ không nên có những cái nó không hay. Thế nhưng mà những bạn chả chơi chim thì thấy bắt chim thì xót ruột. Nhưng mà mình nuôi chim thì mình cũng nuôi cẩn thận, chứ không phải mình không cẩn thận gì cả. Nuôi đến hết tầm của mình thì thôi, chứ còn thì chơi chim thì ai cũng vậy thôi, có một cái thú đam mê riêng. Mình không làm gì ảnh hưởng nhiều là được. Thế còn riêng mình chơi, còn riêng mình chơi chim ấy thì quanh nhà mình lúc nào mình cũng còn chim, chứ không phải không còn chim. Cho nên là anh em cứ chơi đến đâu thì vừa chơi vừa bảo tồn ấy thì nó sẽ hay hơn, cảm thấy nó sẽ vui hơn. Đấy nha, xin chào anh em nhé. Bây giờ mình để con mình đi cho ăn cả còn một đống nữa kìa.